Kính thưa quý thầy, tiểu sử cố bố sư Nguyễn Văn Chiếu, chánh chứng quản hội đồng trưởng quản môn phái Vô Lam Việt Võ Đạo, tận tâm tận lực tận nghĩ cho Vô Lam Việt Võ Đạo, nguyên quán tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Võ sư Nguyễn Văn Chiếu sinh ngày 4 tháng 11 năm 1949 tại Sài Gòn và là trưởng nam của một gia đình lao động nghèo có hai anh em. Giữa năm 1965, võ sư Nguyễn Văn Chiếu theo tập luyện Vô Nam với võ sư Trịnh Ngọc Minh tại võ đường số 550 đường Trần Hưng Đạo, quận 5, Sài Gòn. Lên bậc trung đẳng, ông tập luyện tại Tổng cục huấn luyện Vô Nam Việt Võ Đạo số 31 Sư Vạn Hạnh, quận 10, Sài Gòn với trưởng môn Lê Sáng và huấn luyện vài võ đường tại Sài Gòn. Năm 1969, theo sự phân công của môn phái và cục huấn luyện miền Trung, võ sư Nguyễn Văn Chiếu giảng dạy tại Cam Ranh và sau đó phát triển Vô Nam tại Bình Định. Trong 5 năm lăn lộn nơi miền đất võ, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã xây dựng được 12 võ đường Vô Nam. Đối với ông, Quy Nhơn là vùng đất khởi nghiệp với biết bao kỷ niệm, nên sau này ông đã đặt cho tên con thứ nam của mình là Nguyễn Bình Định. Sau ngày thống nhất đất nước, ông làm nhân viên của phòng thể dục thể thao quận 8 và là một trong những võ sư huấn luyện viên xây dựng lại phong trào Vô Nam tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1976. Trong bối cảnh khó khăn chung lúc bấy giờ, ông đã cùng các đồng môn vượt qua nhiều thử thách và đến giữa tháng 12 1978, được sự chấp thuận của Sở Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân quận 8, lớp Vô Nam chính thức được khai giảng tại Hồ Bơi Hòa Bình, quận 8. Tháng 7 năm 1989, võ sư Nguyễn Văn Chiếu được bầu làm chủ tịch Hội Việt Võ Đạo, thành viên của Liên đoàn Võ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay. Bên cạnh đó, ông chẳng quản ngại xa xôi đi từ Nam chí Bắc để tập huấn chấm thi cho môn sinh nhiều tỉnh thành ngành trong cả nước. Đầu thập niên 1990, võ sư Nguyễn Văn Chiếu bắt đầu quảng bá Vô Nam Việt Võ Đạo đến nhiều nước trên thế giới như Belarus, Nga, Thái Lan, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp, Mỹ, Ấn Độ, Indonesia, Algeria, v.v. Ông cũng đảm nhận nhiều nhiệm vụ phó chủ tịch phụ trách chuyên môn kỹ thuật Liên đoàn Vô Nam Việt Nam từ năm 2007, phó chủ tịch phụ trách chuyên môn kỹ thuật Liên đoàn Vô Nam Thế giới từ năm 2008, sau đó là phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký trưởng ban chuyên môn kỹ thuật Liên đoàn Vô Nam Việt Nam từ năm 2012. Sự hình thành các tổ chức Vô Nam trong khu vực châu lục thế giới, sự ra đời các giải thi đấu vô địch Vô Nam thế giới, châu lục khu vực như Đại hội Thể thao khu vực ASEAN Đô Game 2009 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, SEA Games 26 năm 2011 tại Indonesia, SEA Games 27 năm 2013 tại Myanmar, ASEAN Big Game năm 2016 tại Đà Nẵng, Việt Nam, Đại hội Thể dục Thể thao sinh viên Đông Nam Á năm 2018 tại Myanmar. Để có sự ảnh hưởng và đóng góp to lớn của võ sư Nguyễn Văn Chiếu, với những đóng góp to lớn cho môn phái gần như liên tục từ năm 1969, ông được trưởng môn Lê Sáng vinh thăng Hồng Đai Ngũ Cấp vào ngày 29 tháng 3 năm 2010. Bên cạnh đó, võ sư Nguyễn Văn Chiếu từng đảm nhiệm nhiệm vụ giám đốc trung tâm thể thao quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và được Tổng cục Thể dục Thể thao trao tặng huy chương vì sự nghiệp thể dục thể thao. Với bản tính hiền hòa, khiêm tốn, nhân từ, ông được lãnh đạo thân hữu, anh em, bè bạn ở nhiều nước, nhiều nơi, nhiều ngành, nhiều cấp quý mến và giúp đỡ. Ngày 31 tháng 3 năm 2010, trưởng môn Lê Sáng thành lập hội đồng võ sư trưởng quản môn phái Vô Nam Việt Võ Đạo và võ sư Nguyễn Văn Chiếu được trưởng môn tín nhiệm vào chức vụ chánh trưởng quản, đứng đầu và lãnh đạo môn phái cho đến nay. Suốt cuộc đời mình, dù hoạt động trong bất cứ hoàn cảnh nào, võ sư Nguyễn Văn Chiếu vẫn nỗ lực, kiên trì và giữ vững tinh thần Vô Nam Việt Võ Đạo, luôn động viên và truyền lửa cho tinh thần các đồng môn cùng tiến bước. Nhiều môn sinh do ông đào tạo từ cuối thập niên 60 cho đến nay vẫn đang tham gia xây dựng phong trào ở một số nơi trên thế giới. Đặc biệt, ông là cha đẻ của lực thi đấu Vô Nam, đưa lực đồng chứng tấn công đặc trưng của Vô Nam vào nội dung thi đấu đối kháng.
để chứng minh đòn chân của Vua Nam không chỉ đẹp mắt mà còn nghệ thuật, mà còn thực dụng hiệu quả khi thực chiến. Lượt thi đấu này gây tiếng vang của làng võ thuật thế giới, làm nổi bật tính ưu việt của kỹ thuật đòn chân Vua Nam. Võ sư Nguyễn Văn Chiếu có vợ và hai con. Con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Thanh Nhã, hiện là Tổng Thư ký Liên đoàn Vua Nam Châu Âu, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Vua Nam Thế Giới. Con rể của ông là Phan So Vai Chê, cũng là một võ sư Vua Nam. Con thứ Nam là Nguyễn Bình Định, đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Vua Nam Thế Giới, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng Liên đoàn Vua Nam Việt Nam. Hậu phương to lớn của ông là cô giáo Trần Thị Thanh, đã âm thầm thay ông nuôi dạy con cái hết, để cho võ sư lo tròn công việc ở cơ quan và tận tâm, tận lực, tận hiến cho môn phái. Đối với gia đình, chẳng những võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã chăm sóc mẹ cha cho đến những ngày cuối, mà còn nuôi dưỡng con của người em trai sống qua đời đến ngày khôn lớn. Vài năm gần đây, tuy sức khỏe giảm sút, võ sư Nguyễn Văn Chiếu vẫn không nghỉ ngơi mà tiếp tục điều hành môn phái và liên đoàn với tất cả thời gian, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao của người đứng đầu môn phái. Một trong ước vọng lớn lao của ông là hình thành được Học viện Vua Nam Việt Võ Đạo toàn cầu, để tạo sức mạnh mạnh mẽ hơn cho phong trào Vua Nam thế giới. Nhưng thiên tai, võ sư vội ra đi khi Học viện chỉ còn ở trong giai đoạn khởi đầu. Sau một thời gian lâm bệnh, chánh trưởng quản Nguyễn Văn Chiếu đã theo chân sáng tổ Nguyễn Lộc và dưỡng môn Lê Sáng về miền Biên Viện vào lúc 4 giờ 33 phút ngày 4 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Canh Tý, và được hỏa táng sáng ngày 8 tháng 2 năm 2020 tại nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Sự hiện diện ra đi của ông là một mất mát to lớn của môn phái Vua Nam Việt Võ Đạo và làng võ Việt Nam. Với nhiều cống hiến lớn lao cho môn phái, ông đã lưu lại nhiều niềm thiết tiếc, sự quý mến của các đồng môn và học trò, trong đó những môn sinh xa xôi như Châu Phi, Châu Mỹ. Trước giờ diễn biệt, trong lễ tưởng niệm chánh trưởng quản Nguyễn Văn Chiếu vào tối ngày 7 tháng 2 năm 2020, Hội đồng Võ sư trưởng quản Liên đoàn Vua Nam Thế Giới, Liên đoàn Vua Nam Việt Nam đã thay mặt các môn sinh Vua Nam Việt Võ Đạo trân trọng tri ân võ sư Nguyễn Văn Chiếu, người đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho môn phái, đồng thời chân thành cảm ơn gia đình đã nuôi dưỡng chung tay cùng môn phái để đào tạo được một võ sư xuất sắc, tạo được dấu ấn quan trọng nâng tầm lịch sử Vua Nam trong gần 45 năm qua. Ông đã cần cù bền bỉ hoạt động, góp sức cho môn phái tiến bước và vạn quá rộng rãi đến hơn 50 tỉnh thành ngành trong cả nước, hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như hiện nay. Cảm xin cảm ơn.